nhìn nó cũng bấy nhầy quá ha. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái video đó là mạch bảo vệ binh Leon 168850. Tốn tiền mình đó. Chơi món này tốn tiền quá. Cũng đóng 3 khối binh xong rồi các bạn. 3 khối. Mỗi khối của nó là 20 viên. Ui, làm cái món này tốn kém. Đang bị ồn á. Mấy đứa nhỏ hồ bơi nó tắm nó ồn. Không, mấy bạn thông cảm nha. Giờ mình tiến hành khui hộp. Nói chung là mỗi lần mình đặt hàng mua qua mạng mình nó rất thích thú, tại vì nó có cảm giác nó hồi hộp. Không biết hàng có đúng sự thật không. Đây nè, nó chưa khui nè, đúng như quảng cáo hay không, và thời gian chờ đợi khui hộp thích sao. Mặt này nhìn cũng khá đẹp. Có cái chip này cũ nè. Đây nè, mình đã làm xong rồi bạn, mình nhét mặt trên đây luôn nè. Nhét mặt trên đây nè. Thấy mặt 3F của mình không? Kéo lên. Đó, mặt 3F mình nhét vô đây. Hiện tại nó đang cuộc thi bơi lội á, nên nó hơi ồn nha các bạn. Mà cả ồn cho nó vui chứ. Mình nhét vô mặt 3S trên đây. Mình móc kiếm mấy ngóc xiết cho nó chặt hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành qua gắn sạc binh. Sao nữa mà mình đo chỉ được có
mấy vùng, ba vùng, lúc 12 hồi nữa đồng hồ điện U3 làm sao. Bây giờ mình tiến hành gắn cái bộ điều khiển sạc đó. Nhìn nó đẹp đúng không? Bát này hơi nhỏ mà muốn nâng cấp pin thôi nếu có tiền. Mà thật sự nhà mình cũng ít cấp điện nên mình cũng không có nhu cầu lưu trữ điện nhiều đó. Tốn tiền lắm, mình tính hiệu quả kinh tế là chính. Cái này chơi cỏ nhìn cho đẹp thì thôi chứ đam mê kỹ thuật. Trên mình đã làm xong rồi bạn. Đây là nhánh điện của tấm 30W xuống nè. Nó vừa sạc đồng thời tập trung sạc. Có một bộ sạc năng lượng mặt trời nè, sạc gắt vi. Rồi một nhánh bên kia còn lại tách sạc vô bên đây 18650. Thì ra tấm 30W là sạc không đủ, không đầy nổ mấy tấm pin này, sạc không cách nào đầy. Để mốt mình lên mình lấy tấm 100W gắn qua luôn cho nó sung, sạc cho nhanh. Công trình vĩ đại của mình mất cả tháng giờ mình làm xong được cái bộ này các bạn. Nghề chơi lắm công phu. Mấy cái đầu này mình cũng sẽ bấm lại thôi. Tại vì nó không thì nó sẽ bị dễ bị sạc điện. Thôi video này xin kết thúc. Hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye. Nhìn nó cũng bấy nhầy quá ha.